Hello, tất cả mọi người. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với ải 2 của môn đồ bóng tối. Hết x3 xu rồi, xong rồi. Đấy, lính mình cũng về không gì. Thì đầu tiên là môn đồ bóng tối nha. Vậy chúng ta sẽ đến với thử thách ải 2. Với cái đầu tiên là con nó mới ra các bạn, mới ra là mình vào chơi làm liền đấy. Cuồng nộ, cô tấn công tất cả những gì cô thấy, nó không có kỹ năng gì đặc biệt. Ok, hắc nổi điên, nó khao khát ám khiến nó tấn công tiêu diệt mọi thứ. Phục vụ nữ hoàng, nó hy sinh trước khi để chữa lành tất gì vậy, chết chữa lành nữ hoàng và các đồng minh. Ôi xong rồi, kèo này khó nè, con này là kiểu như á, sau khi nó chết thì nó sẽ được nó hồi máu cho đồng đội của nó, cũng như là qua tiên hồi máu vậy. Mà luôn vô rồi, kèo này là luôn với con đó thôi, không có một anh hùng, xài hai tướng dưới sàn áp đặt. Cho các bạn lựa cho mình cái combo này quen thuộc nha, nói chung là các bạn gặp mình quen thì biết rồi. Đây là ải đầu, là lần đầu tiên đánh ấy, nói chung là lần đầu tiên vào nói khí thế gì không biết thắng không. Ok, ải đầu tiên thì cứ thả đi, thả rong hay cũng được. Ngày trước thì cũng có đánh thắng qua rồi nè, nó chết là nó hồi máu hay thật sự. Con lội con gì nè, con vua bếp hả, con đó vua bếp các bạn, con đứng sau cùng này. Con đó như nhớ là trong mà khi mới tạo nè, một thời gian nó sẽ cho đó, nhưng mà không đủ, kiểu như không đủ tướng để mà tham gia đó, mình lâu quá mình quên rồi. Cái đó thì mình nó không có nên mình cũng không có làm được đó các bạn. Đấy, bắn này đấy, ok chỉ rồi sao nó giết con ong cái là nó chết ra, nó hội một đám gì đánh một cái đập gì nữa. Rồi các bạn cứ tầm tầm thôi các bạn, cứ bình thường ở hai mỗi hai thấy cũng dễ này, cứ bình thường ấy. Ôi trời ơi, vô cây rồi bạn ơi, rồi bạn ơi, thôi bạn ơi, mẹ kiểu này môn đồ hết máu luôn, biết sống ngoài hai không, ai ba không. Từ từ cho em khất vài giây các bạn, khất vài giây nha. Đấy. Ui hồi máu lại, ok trời ơi, kỹ năng ngầu như cái bồn cầu. Cái bồn cầu có ngầu không? Không ngầu đâu nha. Đấy, dễ, game này dễ. Rồi nó tiếp viện nữa. Các bạn cố gắng đánh canh lửa đánh thôi, nói chung là này thì mình thấy cũng dễ nhưng mà mình chưa chắc. Ê trời trời trời, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ông kìa tùm lum tà đen. Từ từ, ơi từ từ cậu a, chơi gì từ quê tới đây, quê tới đây đấy. Dễ mà, game này dễ, chặn này dễ. Ôi trời ơi, từ từ, nói chung khó, hơi kèo, hơi cay. Okay. Đấy, chúng ta sẽ canh. Rồi ngay nè, đấy các bạn thấy sáng lên thì các bạn cứ đập nó xong, nói chung mình cố gắng mình làm sớm cho các bạn. Rồi đấy, thắng rồi đấy. Thì clip của mình tới đây kết thúc nha, chúc các bạn ngoại thành công, cũng như là mình để lại đăng ký cho mình, hay thì để lại cho mình một like, bấm một cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Thì nhiều ông cũng bảo mình là ạc này nạp, mình đã nói nhiều lần rồi là ạc này chỉ nạp cái gói đầu tiên để lấy con hoa hồng thôi, mà nhiều ông không tin, hỏi kim cương của mình ở đâu ra, kim cương mình còn ấy. Nhiều ông liếc sao mà thấy được hay thì phải luôn, hay thật sự luôn. Ở trên này mình có 301 kim cương, có nghĩa là hồi đó mình đã mua một cái gói 499 kim cương đó, mình có mua một gói 499 kim cương là gói mỗi ngày đấy. Thì cái này là hồi đó mình có một cái sự kiện mời bạn là tặng mỗi người thì được 200 kim cương đó, thì mình mời được 4 người đấy thôi, giải thích nhiều thôi nha.